Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu 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 và con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK lên server. Và đây là em Minzy đến từ server QQ anh em nhá. Chúng ta cùng đến với cái nickname Ketalo. Và cùng với đó là chế độ classic cơ bản của server QQ mà thôi. Đừng quên 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình có thể like và subscribe kênh DM YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao ép anh em nhá. Đấy, cái kênh DM I O U T U B U E. Rồi, thế thôi. Giờ quảng cáo thế thôi, bốc phét thế thôi. Chiến. Đối thủ đầu tiên đó chính là Yasuo 02 UM của server 85. Chúng ta có Tachibana Ukyo. Nhưng các bạn lại không lấy Tachibana Ukyo mà lại đi lấy Robert 02 UM. Còn con kia thì bị Tachibana chém thì nhất người rồi em ạ. Chém rồi nhất người nó ra. Chó này còn chít xanh rồi mà không biết đường lấy thì chịu, đúng không? Chó nó còn chít xanh rồi mà nó không biết đường lấy thì chịu vậy. Chít xanh rồi mà còn phải nghĩ ngợi nữa thì không biết con nào mới không phải nghĩ, đúng không? Anh em mà thanh niên để ăn được mình không? Khả năng cao không? À không phải được chiêu luôn. Ồ, con này đập chưa không có chảy máu à? Vẫn chưa về nội tại thôi anh em. Thank you.
Mới cày ở nhà, nói thằng robot chứ. Rửa hơi thật. Má, thế mà không chết kìa. Ôi hỏng rồi. Ôi giời ơi, giỏi quá. Mẹ, chơi đi sang phây nhưng phây lại tanh lại ngon. Đến cái game đấu tiếp theo nào, 0-1 rồi. Cú lao xe vào 84. Sion Maxima. Ờ, kèo này quen thế nhở. Ờ, kèo này quen thật sự luôn anh em ạ. Kèo này quen quá. Kèo này quen. Kèo này quen kèo này không thể thua, kèo này không thể thua. Kèo này không thể thua, kèo này không thể thua. Kèo này lấy gì thua, chúng tôi còn chưa biết. Kèo này lấy gì thua, kèo này lấy ở. Cay nhá. Kèo này lấy gì thua, mang con xí on vào. Giác đi phép chứ đùa, giác chứ đùa. Ấy là Maxima ơi. Tội tình gì ghê vậy. Ôi giời ơi. Maxima đi bụi rồi kìa. Không tin được. Mang vực sơ ra. Đừng nói kèo này đi thua. Phải thật. Thua thật luôn nhỉ. Vãi thật ạ, mẹ kèo nghĩ không có cửa thua mà lại thua. Tài thật. Chúng ta đã nghĩ đến trường hợp không thể thua mà cùng lại thành thua. Điều gì đang xảy ra vậy? Điều gì đang xảy ra với Kentalo vậy?
Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Yoli của xe 430. Chúng ta có Sumi, Benny, để Sumi đây nhé. Thế một con sơ mì với cái chất. Nào. Mình cùng dòng máu chi cho cắt lẹp. Để ông kia đánh chảy máu để hỏng hết nhỉ. Càng thích đúng không? Sơ mi chả giải được cái gì ngoài tê liệt đó thì phải. Và quýt rồi, Yoli của xe 430 đã quýt chiến thắng đầu tay dành cho Catalo trong clip này. Và chúng ta cùng hướng đến chiến thắng tiếp theo nào. Hy vọng đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là một đối thủ khó chơi để tôi có thể phát huy được hết khả năng bản lĩnh của mình. Kyo 14 của xe 130. Chúng ta có cặp đôi Long Hổ, Jin Ho và mấy lì chả liên quan đến mấy lì Jin Ho đây nha. Đa phật, Ochi và Sex. Ô
Maria Maximo lại lấy cả đôi luôn ạ. Thằng anh con thật, xong lấy cả đôi luôn nữa, nhưng nó không lấy một nữa nhỉ. Nó phải mạnh để được chiêu, mà nó không nên được chiêu thì thật sự nó phí phạm thế này. Đấy, đánh như thế. Nó cứ xứng đáng là xuống ho. Kinh thật bạn, một đá rồi nhờ. Vãi nhái. Vãi nhái, một đá thôi không cần nhiều. Nhầm mây đi được phá bút. Tôi sẽ chuẩn thật. Các hệ. Khắc hệ quá. Chiến thần đấy nhờ. Tôi chỉ biết nói là tên là chiến thần Du Ho. Ê, nó bỏ mẹ nó vào đúng lúc xoáy ấy. Mày này giờ chúng mày làm được gì? Chả thế thì sao? Tôi đã nói là chúng ta hướng đến chiến thắng thứ hai rồi lại còn cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Cờ lắc và nét lại Omega Google Angle lại khó thật sự. Khó dành cho thanh niên kia chứ không khó dành cho mình. Vì mình có lợi thế hơn. Mình có lợi thế hơn. Đây rồi. Đôi rồi là đôi rồi. Nó đây rồi. Khó dành cho thanh niên kia thôi. Chứ tôi thì không thấy khó lắm. Tôi vẫn có một chút lợi thế nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ và toa toa.
Ngay cả sơ mi của mình đang là tôi lấy đây. Đây rồi là đôi giày kéo Omegarugo và Clutch nó đã ngang kèo rồi. Angle thì không thể nào so sánh với Vanessa được. Angle thì sẽ không thể nào so sánh với Vanessa được. Mình đánh trước à? Hai cháu đứng đầu cho nó chắc. Nó gọi cho phát phải mất luôn mẹ cái nội tại. Mẹ thằng chó này. Thằng chó lạc này. Mày nhớ cái mặt tao. Mày nhớ cái mẹt tao. À, đầu. Đầu thế mẹ. Mẹ luôn. Sai à? Tôi sai à? Tôi sai là ai sai? Nét chưa gì đã mất hai cái nội tại rồi. Mẹ chúa tôi. Tôi sai rồi. Tôi có phản lại à? Thảo ngon. Rồi. Bay màu luôn được ạ. À. Giỏi thật. Ôi mẹ. Cần lắc lại không đừng đừng phát từ kỹ nào luôn ạ. À. Hấp diêm luôn anh em. Vãi thật. Tôi tin thì tôi sai à? What the hell? Không nghĩ game này mình thua rồi nhỉ? Mẹ cứ lắc đéo phản công lại sớm kìa. Tim tôi đau quá. Tôi đã sai. Mẹ mình bảo là khó là đối thủ mà tại sao lại thành khó cho mình vậy? Rất bất ngờ, chúng ta thua trong một game đấu mà tưởng rằng như là mình đang có rất nhiều lợi thế với cái lượng sát thương dồi dào đến từ Clutch và Vanessa. Ai ngờ Rugo làm coi như tất cả công lớn đã không. Vanessa, à cái gì ạ, Angle nó cũng đóng một phần công sức chứ đúng không. Thua cay thật sự anh em. Hẹn anh em vào clip khác nhá. Bye bye và xin mọi người. Mất tinh thần quá à.